Xin chào tất cả các em. Ở buổi học hôm nay thì cô và các em sẽ đi tiếp một số các cái bài tập dành cho các cái bạn học sinh bị mất căn bản môn hóa học đúng không? Các bạn học sinh theo dõi cái bài giảng này có thể là các bạn học sinh lớp 8 hoặc là lớp 9 đều rất là tốt cho các em. Và cái bài này chính là cái bài video thứ hai sau cái bài tính theo phương trình hóa học mà chúng ta đã học ở cái video trước. Bạn nào chưa xem video trước thì hãy xem lại video trước, bởi vì cái cơ sở để làm bài tập thì nó nằm ở video trước em nhé. Buổi học hôm nay thì cô sẽ đi thêm một số các cái ví dụ cho các em. Chúng ta sẽ có 3 cái ví dụ để các em tham khảo thêm. Thứ nhất ở đây, ví dụ 1, tức là bài tập số 1 của chúng ta. Vì dành cho các cái bạn học sinh bị mất căn bản nên là chúng ta sẽ đi những cái bài nó sẽ nằm ở dạng trung bình khá nhá. Đấy, không quá khó cho các em. Và những cái dạng này phổ biến trong các cái bài thi và bài kiểm tra cuối học kỳ, cũng như thi và kiểm các cái bài kiểm tra ở trong cái chương trình là hóa 8 hóa 9. Bài đầu tiên là cho sắt tác dụng với oxy theo phương trình sau. Cho sắt tác dụng với oxy theo phương trình là Fe cộng với O2. Người ta cho sản phẩm là oxit sắt từ là Fe3O4. Tính thể tích oxy cần để phản ứng hoàn toàn với 16,8 gam Na. Tính thể tích của oxy cần để phản ứng hoàn toàn với 16,8 gam sắt. Biết rằng đối với những dạng này thì người ta không cần nói thì em cũng biết là hiệu suất của nó 100%. Đấy, không cần nói gì cả, chúng ta chỉ cần biết là cái này em sẽ phải tính theo cái bài toán là giải bài toán theo phương trình hóa học thôi. Vậy ở đây thì đầu tiên là các em phải viết được phương trình, đúng không? Viết được phương trình và tính các cái số mol liên quan, đúng không? Đầu tiên là phải tính phương trình này, viết được các cái số mol liên quan nó như thế nào. Vậy ở đây chúng ta sẽ có cái phương trình phản ứng này, phương trình phản ứng. Hoặc là các em đưa cái bước là tính tất cả số mol liên quan lên trước, rồi các em mới đi viết phương trình hóa học cũng được. Đấy, vậy thì cô bây giờ thì cô sẽ theo cái các cái bước mà cô đã hướng dẫn cho em ở chuyên đề 3, đúng không? Thứ nhất là chúng ta sẽ tính các cái số mol liên quan theo dữ kiện trước đi, cho nó đúng với cái thứ tự cô ghi cho em. Phải tính số mol này, phải nhìn vào đây chúng ta sẽ tính số mol của cái gì. Cơ sở như này chúng ta sẽ tính số mol của Fe, đúng không ạ? Vậy số mol của Fe chúng ta ở đây là chúng ta sẽ giải này, là ta sẽ số mol Fe tham gia phản ứng vậy. Các cái công thức tính mol thì các em nhớ rồi đúng không ạ? Nếu mà người ta cho thể tích ở dạng chất khí thì các em lấy thể tích chia cho 22,4 để tính số mol, đúng không ạ? Lấy số phân tử nguyên tử chia cho 6 x 10 mũ 23, hoặc là lấy m nhỏ chia m lớn, đúng không? Cái này thì biết khối lượng thì người ta lấy công thức là lấy m nhỏ chia m lớn. Về đây số mol Fe nó sẽ bằng m nhỏ chia m lớn, tức là 16,8 kem chia 22,4 chia cho 56 cho cô.
Bờ lớn của sắt tức là 56. Đúng không ạ? Đấy, lấy 16,8 chia cho 56 thì nó sẽ bằng 0,3 mol. Đấy, tính số mol của chất liên quan. Sau khi tính được số mol của chất liên quan rồi thì bây giờ chúng ta biết phương trình này. Ta có phương trình phản ứng. Phương trình phản ứng ở đây là chúng ta có này, Fe cộng với O2 để tạo thành Fe3O4. Đúng không? Viết cái này nhưng mà chúng ta phải đi cân bằng phương trình. Thế cân bằng phương trình ở đây thì chúng ta có như nào? Bên này là 3Fe thì đây em phải thêm 3 vào phía trước. Đây là 4O mà đây có 2 thì em phải thêm 2. Đúng chưa? Sau khi thêm rồi thì em biết tỷ lệ này. Đây là 3 này, đây là 2 này. Không có gì, tức là 1. Đúng không? Vậy số mol của Fe ở đây, số mol Fe đây là 0,3. Vậy em ghi đây là chúng ta sẽ có, đây là chúng ta sẽ có tỷ lệ mol này là theo gì? Theo đề bài, theo phương trình là chúng ta có tỷ lệ là 3, 2, 1. Đúng không ạ? Đây là tỷ lệ này, theo phương trình này. Đúng không? Còn theo đề bài này, theo đề bài thì số mol của Fe chúng ta là 0,3. Vậy muốn biết là chúng ta cần thể tích của O2 bằng bao nhiêu thì chúng ta phải tìm được số mol của các cái chất liên quan của chúng ta. Số mol của chất liên quan ở đây thì chúng ta sẽ tìm số mol của O2 xem thử bằng bao nhiêu mol. Đúng không nào? Vậy muốn tìm thì em nhân chéo này. Đi nhân về chia. Đi nhân về chia, nhân chéo về chia. Được chưa? Vậy này, nhớ này, đi thì nhân này, về thì chia, tức là lấy 0,3 nhân với 2 rồi chia cho 3, đúng không? Vậy theo phương trình phản ứng, theo phương trình phản ứng thì ta có là số mol oxy cần dùng, số mol của oxy cần dùng sẽ là em lấy 0,3 nhân với 2 rồi em chia 3. Đấy, đi nhân về chia, nhân chéo bắt chéo lên chia. Đúng không? Vậy thì 0,3 nhân với 2 bằng 0,6 chia cho 3 thì nó bằng 0,2 mol. Biết được số mol rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng các em sẽ tìm được vậy thể tích của oxy cần dùng sẽ là vậy. Thể tích oxy cần dùng thế là V của O2 thì hãy bằng số mol nhân với 22,4. Nhớ cái công thức biến đổi, đúng không nào? Nhớ công thức biến đổi, số mol thì bằng thể tích chia 22,4. Vậy muốn tìm thể tích thì lấy số mol nhân 22,4 lên ở điều kiện tiêu chuẩn. Như vậy nó bằng 0,2 nhân với 22,4. Rồi em sẽ lấy máy tính bấm cho cô 0,2 nhân 22,4 thì nó sẽ bằng 4,48 lít. Sau đấy em đáp số 4,48 lít. Được chưa? Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập đầu tiên. Sau bài tập thứ hai. Bây giờ cô sẽ bạn nào cần hãy dừng video lại nhé. Cô xóa bảng đi để cô sang bài tập 2 nào. Đây là những cái dạng mà chúng ta gọi là hay gặp ấy. Đấy. Bài tập 2 này là câu A, tính thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính cái thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của 11,2 gam C2H4
ở điều kiện tiêu chuẩn của 11,2 gam. Cái khí CH4. Câu B là tính khối lượng của 5,6 lít khí metan. Khí metan là khí CH4 ở điều kiện tiêu chuẩn. Đây, hai bài này thì em, hai cái ý này thì em làm nhanh cho cô xem thử chúng ta làm như thế nào đây. Vậy đây này, dù làm gì đi chăng nữa, không biết phương trình thì chúng ta muốn tính thể tích. Nhớ cho cô công thức tính thể tích là gì? Liên quan đến công thức tính thể tích. Vậy muốn tìm thể tích này thì các em lấy số mol nhân 22,4, đúng chưa? Có phải công thức tính số mol thì bằng V chia 22,4 không? Đấy, như vậy muốn tìm thể tích thì là N nhân 22,4. Thế bây giờ vấn đề là các em phải tìm N nó bằng bao nhiêu? Tìm được N rồi, các em lắp vào công thức này thì em tìm được V. Như vậy muốn tìm N tức là N là tìm số mol. Và số mol thì ta có một số các công thức liên quan đến thể tích. Nếu như mà liên quan đến thể tích thì theo công thức này. Nếu mà liên quan đến khối lượng thì chúng ta sẽ lấy M nhỏ chia M lớn, đúng không? Thế ở đây liên quan đến khối lượng thì đầu tiên các em phải đi tìm số mol đã. Vậy thì các em sẽ phải áp dụng công thức là M nhỏ chia M lớn để các em đi tìm số mol. Sau khi tìm được số mol rồi mới thay vào cái công thức này để các em đi tìm thể tích, đúng không? Như vậy chúng ta giải này. Câu A này là chúng ta sẽ tìm, cần tìm cái gì thì tìm cái đấy, đúng không? Vậy chúng ta sẽ có là số mol của 11,2 gam C2H4 là, vậy muốn tìm số mol tức là N C2H4 thì bằng M nhỏ chia M lớn, áp dụng công thức này, đúng chưa ạ? Vậy M nhỏ chính là cái người ta cho đây, 11,2. M lớn là gì? M lớn là khối lượng mol. Khối lượng mol chính là khối lượng phân tử. Vậy chúng ta sẽ tính như nào? Đây có 2C và 4H. 2C cứ 1C là khối lượng 12. Vậy lấy 12 nhân 12. Được chưa? Cộng với mỗi H là 1, cộng với 4 nhân 1. Đúng không? Đấy. Khối lượng mol chính là khối lượng phân tử. Vậy em lấy 11,2 chia cho mở ngoặc này, 24 cộng với 4 này, 28 đấy. Như vậy nó bằng 0,4 mol. Cái bài này thì nó dễ hơn là nó không cần phải tính phương trình gì cả, mà chúng ta chỉ cần biết số mol chúng ta để tìm được thể tích. Như vậy thể tích của C2H4, vậy thể tích C2H4 cần tìm là V của C2H4 này thì nó sẽ bằng N nhân 22,4, đúng chưa? Nó sẽ bằng 0,4 nhân với 22,4. Em lấy 0,4 nhân 22,4 cho cô bằng 8,96. Đấy. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong được câu A. Sang câu B là muốn tìm khối lượng, tính khối lượng của 5,6 lít CH4. Bây giờ chúng ta phân tích một chút. Bây giờ thì người ta lại bắt em tìm khối lượng. Vậy muốn tìm khối lượng này, em có cái công thức tính số mol này thì bằng M nhỏ chia M lớn, đúng không? Tìm M nhỏ thì nó lại bằng N nhân M lớn, đúng chưa? M lớn này là cái khối lượng mol thì chúng ta tính ra được. Tính ra được cái này bằng cách lấy là 1C là 12 cộng với 1 nhân với 14, tức là M lớn chúng ta tính được. Bây giờ chúng ta phải tìm N này, số mol là bao nhiêu. Vậy số mol thì chúng ta tính theo công thức nào trong số các công thức tính số mol? Và đây thì cái này nó liên quan đến thể tích. Liên quan đến thể tích thì em sẽ áp dụng cái công thức là nó sẽ bằng V chia 22,4 để em đi tìm số mol, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ phải đi tìm số mol bằng cách là số mol thì bằng V chia 22,4. Sau khi tìm được cái N này rồi thì em mới thay vào công thức này, em sẽ tìm được 10 nhỏ, đúng chưa?
Bây giờ trên cơ sở phân tích như vậy, chúng ta sẽ đi giải như sau. Câu B này là chúng ta sẽ có là số mol của 5,6 lít CH4 chính là NCH4 thì bằng V chia 2,4 bằng 5,6 chia 2,4. 5,6 chia 2,4 thì nó bằng 0,25 mol. 0,25. Như vậy biết được số mol rồi thì người ta dễ dàng tìm được. Vậy khối lượng. Vậy khối lượng CH4 cần tìm. Vậy khối lượng của CH4 cần tìm sẽ là khối lượng của CH4 cần tìm. Vậy chính là M nhỏ. M nhỏ thì áp dụng công thức bằng N nhân M lớn. Đúng không? N thì người ta tính ra đây rồi, bằng 0,25 rồi. M lớn của nó là cái gì? M lớn là khối lượng mol. Khối lượng mol chính là khối lượng phân tử. Vậy ở đây có 1C và 4H. 1C là 12 này. 4H cứ 1H có khối lượng là 1 này. Như vậy nó sẽ bằng 12 cộng với 4 bằng 16. 0,25 nhân 16 tức là bằng 4g. Đấy. Được chưa? Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được cái bài thứ hai. Bạn nào mà chưa nhớ cái khối lượng của các cái nguyên tố học, khối lượng nguyên tử của các nguyên tố đấy, thì hãy tìm vào các cái video miễn phí của cô đấy, thì có cái video cách nhớ khối lượng các nguyên tử đấy, thì em hãy học các cái video đấy, nó sẽ giúp ích cho em trong quá trình em nhớ khối lượng của những cái này. Bây giờ cô và các em mà sẽ tiếp tục đi thêm một cái bài nữa, là bài tập số 3 nhé. Thì hy vọng là với cái video nó cũng không quá là dài, nhưng mà nó sẽ là giúp ích cho các em trong cái vấn đề là các em nắm được cái phương pháp giải, cũng như là định hình được, nắm được phương pháp giải này, định hình được các cái bước này để chúng ta có thể làm tốt được một cái bài liên quan đến cơ bản nhất của môn hóa học. Những cái bài này thì nó sẽ nằm trong bài kiểm tra cũng như là bài thi của các em đấy, ở dạng cơ bản nhất. Đúng nào, hầu như ở lớp 8 thì rất là hay gặp. Chính vì bắt gốc ở lớp 8 nên là bây giờ cô mới đang còn đi lại cho các em là như thế này đây. Đúng không? Lên lớp 9 thì các cái dạng bài chúng ta phong phú hơn. Tức là các cái phương trình của nó thì nó phong phú hơn. Tuy nhiên thì về cơ bản các em vẫn phải nắm được các cái bước này thì các em mới học tốt được. Sang bài 3 là tính thể tích của O2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Ở điều kiện tiêu chuẩn cần để đốt cháy hết 4,8 gam magie. Biết sản phẩm thu được là magie oxit. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm cái bài này. Vậy để đi làm cái bài này thì chúng ta sẽ tính được số mol của cái nào thì các em cứ đi tính số mol của cái đấy đã. Giải này. Vậy ở đây người ta đã cho 4,8 gam magie. Thì các em sẽ có là số mol magie của magie
dê phản ứng sẽ là N của 2 dê. Đúng không nào? Vậy muốn tìm số mol khi biết khối lượng này thì các em sẽ áp dụng công thức 10 nhỏ chia 10 lớn. Đúng không? Bằng 4,8 chia cho 10 lớn, tức là khối lượng mol của magie. Khối lượng mol của magie thì bằng 24. Như vậy nó sẽ bằng 0,2 mol. Được chưa? 0,2 mol. Thế thì sau khi tính được số mol rồi thì các em phải biết được phương trình phản ứng. Vậy phương trình phản ứng, vậy magie này đốt cháy magie, tức là lấy magie, khi người ta bảo đốt cháy thì các em phải lấy cái chất đấy cho cộng với oxy, và oxy thì là luôn là O2. Các tất cả các cái chất ở chất khí thì nhớ là phải thêm số 2 ở chân. Oxy là O2, hydro là H2, clo là Cl2, đúng nào? Vậy đốt cháy tức là magie em cộng với O2, được chưa? Thêm một chút nhiệt độ để tạo thành magie oxit. Vậy magie oxit tức là magie liên kết với oxy đã. Thế bây giờ muốn xem công thức này đúng hay chưa này, thì các em nhớ này, hóa trị của magie là hóa trị 2, đúng không ạ? Oxy cũng là hóa trị 2. Vậy nếu mà 2 thì bắt chéo đây, bắt chéo xuống đây thì nó là 2, bắt chéo xuống đây là 2. Như vậy Mg2O2, 2 thì nó chưa rút gọn, vậy phải rút gọn đi, đúng nào? Vậy thì nó là 1, vậy chính là MgO, đúng chưa? Sau khi viết được phương trình rồi thì các em đi cân bằng này. Bên này 2 oxy và bên này 1 thì phải đem thêm 2 để nó thành 2 oxy này. 2 Mg bên này 1 phải thêm 2 để tạo thành 2 Mg. Như vậy phương trình đã cân bằng. Và chúng ta sẽ có tỷ lệ trong phương trình là tỷ lệ 2 này, không có gì, tức là 1 này, 2 này. Theo đề bài này, theo đề bài thì magie của ta là 0,2, đúng không? Muốn tìm cái thể tích của oxy, muốn tìm thể tích hoặc là muốn tìm liên quan đến chất nào thì phải tìm số mol của chất đấy. Như vậy phải biết số mol oxy là bao nhiêu. Như vậy nhớ đi nhân về chia, phải nhân chéo này, chia này, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ có là phải tìm được số mol của số mol của O2 cần dùng, đúng không nào? Đấy, muốn tính cái gì thì tính, cũng phải tính ra được cái số mol nó đã. Như vậy chúng ta sẽ có gì? Số mol của O2 cần dùng đi nhân về chia, tức là lấy 0,2 nhân với 1 chia cho 2. Vậy nó sẽ bằng 0,1 mol. Đúng không? Thế sau khi mà biết được số mol rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng tính được cái thể tích của O2 ở điều kiện tiêu chuẩn cần dùng thôi. Đúng nào? Muốn tìm thể tích thì các em sẽ lấy số mol nhân với 22,4, đúng không em? Đấy. Vậy thể tích O2 cần dùng thế là V của O2 này thì bằng N nhân 22,4. Chú ý là phải học thuộc được cái công thức thì mới làm được bài. Đây là số mol là bằng 0,1 nhân 22,4. Như vậy nó sẽ bằng là 2,24 lít. Thế là chúng ta cần dùng đến 2,24 lít khí. Đúng không nào? 2,24 lít khí oxy. Được chưa? Trên đây là cô và các em chúng ta đã đi thêm được một số các cái bài tập của cái phần tính theo phương trình hóa học. Hy vọng rằng là với một số các cái bài tập ngắn như này, nhưng mà nó cũng phần nào giúp các em tự tin hơn khi mà các em gặp một cái bài liên quan đến tính theo phương trình hóa học em nhé. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng của cô, và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.